Wow, thì chắc chắn mà khi anh em mà xem lần đầu tiên mà nhìn nội thất của cái con đẩy Bionda MV300 này thì chắc chắn quý vị sẽ phải thốt lên là wow, vì cái nội thất của nó quá khủng quý vị, quá khủng luôn. Thì dòng model MV200, MV300 em này thì hết số của dòng này rồi, nó chung là đỉnh nhất rồi. Công suất nó lên tới 320W mỗi kênh quý vị, 8 ohm ha, còn mà 4 ohm là nó 700W. Còn quý vị gạt Bright là Brit là Mono á là 1000W 8 ohm nha quý vị, khủng chưa? Đánh súp bự luôn á, đánh súp 5 luôn á. Và quý vị thấy hai cái giải nhiệt xương cá bằng nhôm nó nằm hai bên, và ở phía phía trong đó là nó sẽ có 16 con MOSFET mỗi bên. Tổng cộng là 32 con MOSFET quý vị. Đó. Hai cái tăng phô nguồn khủng như thế này. Hai tăng phô rời quý vị thấy em đo đường chéo là một gang tay nè. Rất khủng ha, nguồn vàng luôn ha. Thì anh em chơi những dòng Pioneer hay những dòng Crown quý vị thấy nguồn vàng quý vị rất thích thì đây có nguồn vàng cho quý vị luôn. Và khẳng định luôn hai cục tăng phô này nó còn dữ hơn cái tăng phô của Crown hàng tư. Bởi vì con này nó nặng 25 kg nha quý vị, 25 kg. Chạy 32 MOSFET, 2 tụ Nichicon 15.000 mAh và nó lên tới 100 V quý vị, đánh rất là khủng. Đây còn một cái tăng phô nữa. Thì em này cho cái dòng sò MOSFET này nó cho cái tiếng sạch. Quan trọng là nó sạch, nó sáng quý vị, sạch và sáng. Cái tiếng trầm nó lực nhưng mà nó có cái độ mềm nó rất là hay quý vị, nó sâu. Đó. Quý vị thấy cái ở đây cây quạt nó thiết kế cũng rất giống cái thằng Crown luôn quý vị ha, rất giống luôn. Đó. Em này nó nặng tới 25 kg luôn nha quý vị, 25 kg bưng mà khum luôn á. Rất là chắc. Mặt phay nhôm, tay nhôm. Đó. Riêng gì chỉ có cái mặt nạ phía trước này, là mặt nạ này thì nó bằng chỗ này là đến hút gió nè quý vị, nó bằng nhựa ha, bằng nhựa đó. Em này thì có mẻ gốc chỗ này là cái mặt nạ ha, cái mặt nạ bằng nhựa này, mẻ gốc ở đây đó, còn lại là em này đẹp hết nha quý vị, em này rất đẹp á, xuất sắc, hàng bãi về nguyên zin nguyên bản hết, nặng khủng khiếp. Trên chiếc xe này là đang chịu đựng là 50 kg, 50 kg. Đây, quý vị thấy ha. Rất đẹp luôn. Công suất của nó tối ưu rất là tuyệt vời. Đó, ba lăng và 6 mm nha. Rồi, cọc loa. Đó, chúng ta có thể cắm bắp chuối hay là chúng ta nhét dây vào đây chúng ta bặn ha. Ở trên này, ở trên cục ở trên thì nó mắc cái vỏ mũ này, còn vặn bình thường nha quý vị, nó vẫn còn con ốc nè. Chúng ta nhét dây vào chúng ta vặn bình thường ha, không ảnh hưởng. Đó. Rồi. Thì hai em này thì có mức giá cũng khá tốt ở thời điểm hiện tại quý vị. Nếu quý vị lúc trước quý vị bỏ ra từ 12 triệu tới 13 triệu chúng ta sở hữu cục này, nhưng mà hôm nay giá chỉ có siêu khuyến mãi giá còn 9 triệu rưỡi quý vị, 9 triệu rưỡi ha. 9 triệu rưỡi một em, thì quý vị thích em nào thì lượm em đó. Ở dưới thì chỗ này nó cấn nhẹ chỗ này tí xíu do cái mặt này bằng nhựa vì và con này nó nặng quá cho nên là nó dễ bị cấn cái phần nhựa ở dưới, còn cái phần nhôm là đẹp nha quý vị, phần phay nhôm này tuyệt vời, con trên này thì nó mẻ góc tí xíu ha. Đó, và quý vị xem cái mặt của nó nè, rất đẹp luôn ha. Đó, này chạm vô dấu vân tay nè, đó rất đẹp luôn. Hãng một hãng âm thanh hàng đầu trên thế giới quý vị, được rất nhiều những anh em ưa chuộng. Thì thương hiệu Pioneer thì nó quá quen thuộc đối với người dân Việt Nam, hầu như là đi đến đâu anh em nói Pioneer người ta cũng biết hết ha. Đấy, nói là Mỹ lo này là chưa biết, nhưng mà nói Pioneer cái là biết liền. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.